Chào bạn, chào mừng bạn đến với chương trình Thông điệp mỗi ngày được phát sóng hàng ngày trên kênh CAD Radio và hôm nay số phát hành 38 vào ngày 2 tháng 5 2024. Hy vọng bạn đã có một ngày làm việc sau lễ thật là vui vẻ, thoải mái và bây giờ chúng ta có thể an tâm, nhẹ nhàng ngồi lại đây nghe thông điệp dành riêng cho bạn ngày hôm nay ha. Có bận gì thì mình cố gắng mình sắp xếp để buổi tối mình có một khoảng không gian dành riêng cho mình tận hưởng những cái điều thú vị trong cuộc sống và có thời gian để lắng lòng lại, tâm sự với chính mình bạn nha. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề nho nhỏ dành tặng riêng cho các bạn. Cũng không biết khi nào thông điệp này sẽ chạm đến bạn, nhưng chắc rằng khi bạn nghe cái thông điệp này chính là đúng người, đúng thời điểm, có thể giúp ích được gì đó cho bạn là một niềm vui vẻ, hạnh phúc và động lực to lớn của kênh. Rồi, trước khi nghe thì chúc các bạn có những cái giây phút thật thoải mái ha. Thông điệp ngày hôm nay của chúng ta đó là bạn giỏi hơn những gì bạn nghĩ. Và tôi càng ngày càng tin chắc rằng đây là một cái câu khẳng định chứ không phải là một cái điều nghi vấn gì cả. Bởi vì tôi nhận ra rằng là mỗi người trong chúng ta đều giỏi hơn so với những gì mà họ tự nghĩ, tự nhận định hay là tự đánh giá về chính mình. Điển hình ví dụ là có một cô bé học viên viết của tôi á, không biết là bạn ấy có thể cầm được micro làm MC chính thức cho một cái sự kiện lớn của công ty cho đến khi cái việc đó nó thật sự đã xảy ra. Và một cái ví dụ khác đó là một bạn độc giả ở nước ngoài, bạn đã tham gia một cái event viết hồi tháng 2 của tôi. Trước đó thì bạn chưa từng nghĩ là bạn có thể viết dài như vậy và có thể viết để cho người khác đọc cũng như là bằng lòng tự nguyện cho người khác chỉnh sửa bài, nhận xét bài cho mình. Thì khi mà bạn lấy hết can đảm để bạn tham gia cái sự kiện viết của tôi á, thì bạn đã làm được điều đó và đó như là một lần bạn vượt qua chính mình, vượt qua cái rào cản là mình không thể viết cũng như là ngại chia sẻ với người khác. Bởi vì bạn trước đó là một người khá là hướng nội các bạn. Thì khi bạn làm được cái chuyện đó rồi thì bạn tự cảm thấy là trời ơi bạn cũng giỏi lắm chứ bộ. Bạn tự hào về chính mình và bạn khoe với tôi là nhờ có chị mà em đã có thể viết được những cái bài viết mà nói rõ cái lòng của mình một cách trôi chảy mà không có ngại ngần nữa. Chứ trước đó là em nghĩ là mình không có viết tốt hay là mình không có dám viết cho người khác đọc. Đó. Thì qua hai cái ví dụ nho nhỏ trên á, mà có thiệt nha các bạn, chắc chắn là có thiệt thì tôi mới nói. Thì các bạn thấy được rằng là thật ra chúng ta giỏi hơn những gì mình nhận định nhiều. Và đương nhiên á là người khác nhận định bạn như thế nào càng không chắc đúng. Bởi vì chính bản thân mình đôi khi mình nhận định mình còn sai nữa. Thì người khác làm sao họ hiểu được cái ly nước trong tay bạn là nóng hay lạnh, bản thân bạn như thế nào, tốt hay xấu, bạn có những cái khả năng gì, tiềm lực gì, có kiên trì hay không, có thực sự lười biếng như là những gì người ta đánh giá hay không. Chắc chắn là những cái nhận định từ bên ngoài với bản thân mình là không thể đúng được. Có thể một phần nào đó thôi, chứ nó không hoàn toàn đúng được nha. Cho nên á, nếu mà bạn đang bị người khác đánh giá thấp về năng lực nè, bị chê bai nhiều nè, không được sự tin tưởng từ những người xung quanh, nhất là những cái người như là cấp trên hoặc là người thân yêu của mình, họ không có tin tưởng khi mà bạn công bố ra một cái quyết định hay là nói ra cái định hướng tương lai của mình, thì các bạn cũng đừng có buồn vì những cái lời phủ định đó, những cái lời từ chối hay là chê bai đó, bởi vì chắc chắn là nó không có đúng đâu. Bạn tài giỏi hơn những gì bạn nghĩ rất là nhiều. Và tôi nói cho các bạn biết nè, hồi lúc trước á, không phải khoe nha, cái này là tâm sự thiệt chứ không có khoe. Đó, hồi lúc trước khi mà tôi còn là một cái người kiểu như là mình thất nghiệp với các bạn. Lúc đó là sống bằng cái nghề gọi là bán hàng online, nhưng mà bữa được bữa cái các bạn. Lúc thì có đơn, lúc thì không có đơn, một tháng thì kiếm được chắc 1-2 triệu à. Tại vì lúc đó con còn nhỏ lắm, chưa dứt sữa nữa mà đã gọi là sống cái cuộc sống của một người người ta gọi là mẹ đơn thân rồi. Tại vì tôi có một cái cuộc hôn nhân nó không có thuận lợi nên là tôi quyết định là ok, chia tay sớm bớt đau khổ. Và từ cái quyết định đó thì tôi biết là cuộc đời của tôi sau này sẽ có nhiều cái gập ghềnh chông gai dữ lắm và sẽ có nhiều cái nhận định lên trên người của tôi và thậm chí là họ còn nhận định cả gia đình tôi nữa. Vì ở quê á các bạn, người ta chưa có thoáng về cái vấn đề là có chồng xong rồi bỏ chồng
dẹp qua tất cả và tôi tự nhận định lại chính mình. Tôi nói với mẹ tôi một cách dõng dạc luôn nha. Tôi nói là: "Mẹ ơi, con mới có hai mươi mấy tuổi thôi, chưa được 30 nữa, mẹ cho là 30 đi." Đó. Nhưng mà cuộc đời người ta nói 60 năm cuộc đời lận mẹ, mà có khi con còn thọ hơn vậy nữa, nhiều người ta tới 100 tuổi lận. Thì tính ra là con mới có 1/3 cuộc đời à, mà cho dù tới 60 thì mới có phân nửa à. Thôi coi cho phép con là xé nháp nửa cuộc đời trước, con làm lại nửa cuộc đời sau. Có thể là con sẽ hơi khó khăn đó, có thể là con sẽ vấp phải những cái phản đối, những cái lời nhận định khó khăn chua chát đó. Nhưng mà con nghĩ là mình có thể làm được, và con cần cái sự ủng hộ của mẹ từ mặt tinh thần là đầu tiên. Và mẹ tôi nghe tôi nói như vậy thì mẹ tôi xém khóc với chứ. Mẹ tôi nói: "Trời ơi, mẹ tưởng là con ủ dột luôn, ai dè mà con vực dậy được tinh thần như vậy là mẹ hoan nghênh." Cũng may là tôi có mẹ ủng hộ phía sau về mặt tinh thần. Những cái thời gian mà tôi bỏ chồng về quê là những cái thời gian mà tôi đấu tranh tư tưởng rất là nhiều để việc chọn lựa hai con đường. Một là mình sẽ là một cái đứa con hiếu thảo ở chung với cha mẹ nhưng mà bị khiếm khuyết về mặt kinh tế và sự nghiệp. Hai là tôi sẽ phải phấn đấu cho sự nghiệp của mình để sau này cha mẹ về già mình có thể là cái chỗ dựa tinh thần và nơi cha mẹ yên tâm để dựa dẫm vào an hưởng. Thì tôi bị đứng giữa hai cái con đường đó, và thực sự cái con đường thứ hai là cái con đường phải gây dựng sự nghiệp. Tôi nói thiệt với các bạn là tôi không biết xây dựng như thế nào. Tại vì từ xưa cho tới cái lúc mà tôi chọn cuộc sống độc thân một lần nữa thì tôi không có định hướng gì cả, tôi cũng không có người dẫn đường hay là chỉ lối. Kể cả cái việc viết ở thời điểm đó tôi còn chưa chắc bản thân mình có thể viết. Một vài người nhận định là: "Em ơi, em có khả năng viết đó, em theo nghề viết đi. À, có cần anh hướng dẫn thì anh hướng dẫn cho." Thì lúc đó tôi lại nói là: "Viết là cái gì? Trời ơi, viết chơi thôi chứ viết có ra tiền được đâu." Và tôi cũng không tin là mình có khả năng viết các bạn. Thật là trớ trêu ở chỗ đó. Mặc dù người ta nhận định mình nhưng mà mình chính bản thân mình lại không tin mình. Vì mãi cho đến 1-2 năm sau cái thời gian khủng hoảng về tinh thần và vật chất đó thì tôi mới bắt đầu là viết, và ban đầu viết cho vui thôi, sau này mới bước sang cái con đường viết chuyên nghiệp nhờ một vài cái cơ duyên mà sau này có cơ hội tôi sẽ kể cho các bạn. Khi mà tôi bước qua viết cũng là cái giai đoạn tôi bắt đầu học về phát triển bản thân, và cũng là cái thời điểm đó tôi hiểu ra rằng là mỗi người chúng ta đều có một cái tiềm năng rất là lớn, rất là bự luôn, và mình tài giỏi hơn những gì mình nghĩ. Mình có thể làm được những cái việc mà trước đó mình nghĩ còn không dám nghĩ nữa. Hồi xưa mà ai nói tôi là: "Ê Dung, sau này bà sẽ là diễn giả nha, bà đứng trước rất là nhiều người, bà cầm cái micro bà nói mà không run nha, bà nói trên một cái sự kiện hội văn hóa đọc 2024 lần thứ 3 của một cái quận ở trên Sài Gòn lớn luôn nha, sự kiện của quận nha, bà đứng bà nói nha. Đó, mà không phải nói chơi chơi còn có cát-xê nữa nha." Trời ơi, lúc đó tôi sẽ nói: "Mày khùng hả mày, làm gì có cái chuyện đó, tao chỉ là một cái người khổ sở về tình trường, thất bại trong hôn nhân và đang bị người khác phủ nhận sự tồn tại của mình. Tao còn sống là tao mừng lắm rồi, sao tao làm được mấy chuyện đó không, không phải tao đâu." Có lẽ tôi sẽ phủ nhận nếu là thời điểm nhiều năm về trước các bạn. Nhưng mà bây giờ tôi có thể tự tin được là tôi có thể đứng nói trên tất cả những cái sự kiện nào mà mình cảm thấy yêu thích và phù hợp với mình. Và cũng như là ai đó nói là tôi có thể tham gia những cái cuộc thi viết, hoặc là tôi có những cái bài viết đăng lên những cái tạp chí, những cái báo, kể cả điện tử và báo giấy, thì tôi cũng sẽ nói là đó là một cái giấc mơ, vì đó là một cái niềm vinh dự cho những người theo đuổi cái sự nghiệp viết, nhà văn, tác giả. Họ đều rất là thích cái chuyện là tác phẩm mình được thể hiện một cách trang trọng trên giấy, trên báo hay là trên một cái trang web có uy tín của cả một tỉnh hay là cả một cái thành phố. Đó, thì những cái việc đó nó đã xảy ra và nó không phải là giấc mơ, nó đã là sự thật. Ở đây cái sự niềm tin, cái vấn đề về niềm tin nó rất là quan trọng các bạn. Và chỉ cần các bạn tin rằng bạn giỏi hơn những gì mà bạn nghĩ, bạn giỏi hơn những cái gì mà người khác chê bai bạn, phủ nhận bạn, thì bạn sẽ làm được. Và cái việc tin vào chính mình là cái điều cực kỳ quan trọng, cực kỳ cần thiết và nhất định phải có trong tố chất của một người thành công. Đương nhiên tôi không dám nói hiện tại tôi đã thành công rồi, tôi chỉ nói là tôi đang đi trên một cái hành trình, mà trên hành trình đó tôi cảm nhận được niềm vui mỗi ngày nè, tôi có được cái nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống nè, tôi có được những cái sự ủng hộ từ những người rất là xa lạ thôi, chỉ biết tôi qua cái giọng nói hoặc là qua cái câu chữ của mình thôi, nhưng mà tôi đã có được những cái sự ủng hộ đó. Thì tôi luôn nghĩ là mình có thể làm được gì cho cuộc sống này.
Và nếu ngày mai tôi không còn nữa thì những gì tôi để lại trên cuộc đời này là cái gì? Bởi vì tôi còn quá nhiều cái muốn chia sẻ với mọi người qua giọng nói, qua câu chữ, nên tôi hàng ngày đều cố gắng tranh thủ thời gian tối đa để làm những cái tập podcast nho nhỏ về thông điệp mỗi ngày, để viết những cái bài ngăn ngắn ở trên fanpage, trên trang cá nhân để cho các bạn đọc. Thực ra cái việc mà chúng ta hoài nghi mình ấy, chúng ta không có tin tưởng mình á, nó chính là cái điều cản trở cái bước đường của bạn đi về sau này, chứ không phải ai cản trở bạn hết. Và chỉ cần bạn hiểu được một điều là bạn có thể làm được những cái việc mà bây giờ bạn cho là nó không thể, bạn luôn có thể làm được những cái việc đó. Và bạn cứ đọc những cái cuốn tiểu sử của những người mà thành công á, nhất là những cái người đi lên từ gian khó, đi lên từ cái việc không được đào tạo chính quy trong một cái ngành nghề mà họ đã thành công rồi á, hãy đọc. Và cái cuốn mà tôi khuyến khích các bạn đọc đó là cái cuốn Không bao giờ thất bại, tất cả chỉ là thử thách, của một vị CEO một hãng xe rất là nổi tiếng, ô tô, xe Hyundai đó các bạn. Các bạn cứ lên Shopee hay Tiki hay bất cứ một cái nền tảng nào, các bạn gõ cái từ đó, cái tựa đề đó là các bạn sẽ có. Hãy nhớ và hãy luôn tin bạn tài giỏi hơn những gì bạn nghĩ. Hãy để lại bình luận ở chiếc clip này và một năm sau quay lại xem thử sau khi bạn nghe nó đã thay đổi cuộc sống bạn như thế nào khi bạn chấp nhận biến chuyển cái niềm tin của mình từ chưa đẹp trở thành tích cực hơn bạn nghe. Bây giờ hãy lập ra, hãy viết ra trên bảng hay là tờ giấy nào đó, dán ở cái nơi mà bạn có thể nhìn thấy mỗi ngày, một cái mục tiêu mà bạn muốn đạt được trong cuộc đời của mình. Hãy nhìn nó mỗi ngày, hãy nỗ lực vì nó, chứng minh rằng bạn xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp hơn và bạn luôn có khả năng làm được những gì mà bạn muốn. Thực sự rằng ai cũng tài giỏi hơn những gì mà họ nghĩ. Hãy tin điều này và bắt đầu biến nó thành sự thật bạn nha. Rồi, thông điệp ngày hôm nay đến đây thôi và chúc bạn có một đêm ngon giấc. Hãy để lại bình luận một lần nữa để làm động lực cho tôi và để xác nhận rằng cam kết với bản thân năm sau chúng ta sẽ thay đổi tốt lên ha. Rồi, thích thì like cái video này và nhớ đăng ký kênh nếu bạn là người mới, để mỗi lần lên clip thì bạn là người nghe đầu tiên ha. Chúc các bạn có một ngày mai thật là tuyệt vời và một đêm ngủ ngon, sâu giấc. Và lời cuối, hãy luôn tin tưởng vào chính mình. Bye bye!